sẵn sàng hy sinh thay đồng đội. Liệt sĩ Hoàng Kim Giao sinh ngày 25 tháng 12 năm 1941 tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh là một cán bộ khoa học trẻ, có 2 bằng đại học, thông thạo 4 ngoại ngữ, công tác tại Cục Nghiên cứu Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần. Tháng 9 năm 1968, thay vì đi học tại Liên Xô, Hoàng Kim Giao đã xung phong nhận nhiệm vụ trưởng đoàn công tác vào tuyến lửa khu 4 để huấn luyện và trực tiếp phá dỡ bom. Những ngày tháng trên tọa độ lửa, Hoàng Kim Giao đã phá thành công 32 quả bom nổ chậm và tháo đầu nổ 40 quả bom từ trường. Suốt hơn 50 năm qua, có một người đến ngày giỗ, Tết vẫn âm thầm thắp hương, cúng giỗ cho anh. Đó là cựu chiến binh Phạm Văn Cư. Ngày đó, Hoàng Kim Giao đã giành lấy việc phá quả bom nổ chậm từ chiến sĩ Phạm Văn Cư. Vì anh biết, vợ đồng đội mình mới sinh con, để con trai được nhìn thấy bố. Ấy là điều mà anh nói với đồng đội, rồi cùng chiến sĩ lái xe Lương Văn Tín thực thi nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Văn Cư kể, chuẩn bị vào việc, anh Giao nói với tôi, anh biết em vừa có con trai, em hãy đi xuống dưới đồi để con trai còn được gặp mặt bố. Tôi xin ở lại làm nhiệm vụ, anh Giao càng không đồng ý. Anh đem theo 3 quả bộc phá nhỏ cùng dây cháy chậm. Một lúc sau, anh Tín, người lái xe đem thêm quả bộc phá lên cho anh Giao. Và bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên. Trời đất tối sầm lại, một lượng đất đá khổng lồ dội xuống chân đồi. Tất cả anh em chúng tôi chỉ biết chạy lên đồi ôm nhau khóc. Quả bom phát nổ, thân xác anh và đồng đội tan vào đất mẹ. Một phần nhỏ thi thể của hai anh tìm được, đem chia làm đôi và an táng cùng nhau. Mộ phần của hai anh hùng liệt sĩ nằm cạnh quốc lộ 15A lịch sử. Bên hố bom là chiến tích năm xưa khi quả bom MK-36 phát nổ, cách khu di tích Chuông Bồn tầm 1 km. Chính giữa mộ phần là dòng chữ tạc vào đá. Thân xác anh đã tan vào đất mẹ, tâm hồn anh còn mãi với quê hương. Gần 30 năm sau ngày liệt sĩ Hoàng Kim Giao hy sinh, công trình khoa học phá thủy lôi từ tính và bom từ trường bảo đảm giao thông đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Liệt sĩ Hoàng Kim Giao là người trẻ nhất được vinh dự là đồng tác giả của công trình được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng khoa học cao nhất của Việt Nam. Hoàng Kim Giao, cựu sinh viên trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đã sống, chiến đấu như một người cộng sản mẫu mực và hy sinh anh dũng như một người anh hùng. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.